À đây là nhân viên đây rồi. Tìm nhân viên ở nó này. Nắm được lịch chưa? Nắm được lịch dưới sở này chưa? Ấy xuống đây vào mò mày. Chưa? Nga bảo em gọi cho tải rồi. Thế tưởng Nam với Vân Anh ngồi chung một ghế. Đấy thì cháu đi bảo thì Nam với Vân Anh ngồi chung một ghế thì tôi cháu đi rồi tôi ấy không ngồi trong cốp xe cũng được. Không chạm. Thế bao luôn bá là Vân Anh chọn được màu nói chưa? À, được quyền mất đấy. À, bây giờ cũng như thế này nhá, màu thì chọn được rồi. Ví dụ mà bọn em tính nó là 800 viên, chẳng hạn thế. Mà trong quá trình lập mà nó bị thiếu mất khoảng 15 viên thì có lấy được không? Hay là phải mua trên này? Lấy được. Lấy được chứ? Đấy, đấy là một cái ý thứ nhất em muốn hỏi. Ý thứ hai là muốn hỏi là cái giá. Ừ. Thì cứ chọn màu xong đấy hỏi ra. Vâng, cái giá thì chắc chắn là giá của anh lấy nó sẽ rẻ hơn giá đại lý như này. Ừ. Em cũng nghĩ thế. Bởi vì mình mua giá nhà máy thì kiểu gì nó sẽ giá ưu đãi hơn. Ừ. Còn nếu mà trường hợp mà giá ở nhà máy ấy, với cả giá ở trên đại lý nữa, nó với nhau không đáng kể ấy. Ừ, thì cũng lấy trên này. Lấy trên này cho nó tiện. Đúng. Đấy là anh em với nhau, bên anh cũng ngại cái chuyện bảo là đã nhờ không, anh cho mình hỏi cụ thể. Nó phải cụ thể ra anh ạ. Nó phải được cái ưu đãi hơn. Đúng rồi. Nếu nó phải không ưu đãi hơn thì mình lấy. Nếu mà không ưu đãi hơn thì nó còn trừ và nhiều cho nó khác. Mất công mất việc ra. Chính xác. Thì chọn được màu ngó này đâu bên anh điện thoại đâu. Gửi lại cho anh. Chọn cái mã màu nào gửi cho anh. Alo. Em gửi cho anh. Ừ. Cái này là ST12 đúng không anh? Ừ. Đơn gì em? À, tải nó cua nha nhá. Nó chắc là nó tính 350.000 là tiền sách cả. Để anh hỏi. Để. Không, cái này chiều là thằng cu nhà anh đăng ký cái lớp học của cái bọn này này. Nhưng mà trong quá trình học thử ấy, nó thấy không hiệu quả. Thì nó bảo là con hủy đâu, con không đăng ký học nữa. Để Không nhận, em hồi giả cho người ta đi. Ừ. Mình còn không qua bệnh và không gì xem kỹ lắm. Tiếng cối gạo gạo vậy thôi.